Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang ở bãi biển Sầm Sơn. Quý vị cũng có thể thấy được rằng là nếu như trong cái việc đầu tư về bất động sản thì hiện nay ấy, là đầu tư về bất động sản, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng. Trong 2-3 năm thị trường về khu nghỉ dưỡng, khu du lịch là bị đóng băng, bị chết bởi Covid. Nhưng đến bây giờ thì thực tế ra thì cái việc mà chúng ta đầu tư ngược trở lại thì nó lại là một cơ hội quá lớn đối với các nhà đầu tư ở những cái vùng du lịch, những cái vùng mà chúng ta thấy được rằng là khu nghỉ dưỡng, khu tham quan, đúng không ạ, khu du lịch như bãi biển này rất là đông các cái du khách ở tất cả các tỉnh thành trên Việt Nam này đều là đi du lịch về biển là chủ yếu. Thế thì buổi hôm nay là trời nó hơi mưa mưa, hai nữa là cái giờ này là giờ người ta cấm tắm, thế cho nên là ở biển này bây giờ nó chỉ còn có biển với một số người thôi, còn rất ít đấy biển thì đây. Thế thì trong cái việc mà sự phát triển mà chúng tôi ra đây, chúng ta thấy từ những cái nhà nghỉ, từ những cái nhà hàng, đặc biệt là lượng người đến khu du lịch đông vô cùng. Xe đưa các du khách từ các tỉnh khác đến rất là đông, rầm rầm suốt ngày suốt đêm. Thật sự với quý vị là lượng người đổ về đây đông kinh khủng. Nhà nghỉ, khách sạn mà chúng ta không thuê trước thì chúng ta khó có thể là có được những cái nhà nghỉ hay là khách sạn là đẹp đẽ. Nếu chúng ta đến trực tiếp chúng ta thuê thì thứ nhất là nó xa, thứ hai nữa là nó xa khu bãi tắm, thứ hai nữa là nó không được những cái view đẹp. Đấy là hiện tại bây giờ là như vậy. Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị thì nếu trong cái công cuộc đầu tư về bất động sản ở những cái vùng du lịch hiện nay thì bây giờ đang là hot nhất, mà tôi cảm thấy đó là một cái điều mà thị trường bất động sản ở những cái vùng này nó không hề giảm, cũng không hề yếu đi, bởi vì ở đây nó còn tăng lên ý, chứ không phải là ý. Bởi vì cái lượng người, lượng khách, tất cả mọi thứ đổ về đây thì cái nhu cầu sinh hoạt, ăn uống, vui chơi rất là đông, xe cộ, rồi thì cái giá thành để mà chúng ta thấy được rằng là khi mà đến đây vui chơi giải trí thì mọi thứ nó đều tăng giá, từ nhà nghỉ cũng tăng lên. Đấy, bình thường là những cái lúc mà bình thường thì 500 một phòng, đấy là nhà bình dân. Đấy, bây giờ nó lên tới 800, còn những nhà mà trước 800 thì bây giờ nó lên hơn triệu một phòng. Đấy, thế cho nên là cái điều này là một trong cái điều mà chúng ta thấy được rằng là sự phát triển ở những cái vùng du lịch bây giờ đang là rất hot. Còn những cái vùng không phải là vùng du lịch thì hiện tại đất bây giờ nó vẫn đang ở cái tình trạng là đóng băng. Chia sẻ cho quý vị như vậy để cho quý vị nắm được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn và thành công khi mà đi đầu tư về bất động sản. Cảm ơn quý vị và các bạn.